Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, trên cơ sở nghiên cứu dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi để hoàn thiện dự thảo luật, tôi xin có một số ý kiến tham gia vào dự thảo như sau. Thứ nhất là về giải thích từ ngữ. Tại điểm D khoản 28 điều 4 của dự thảo luật quy định giải thích từ ngữ người có liên quan, thì tôi đề nghị chúng ta rà soát đối chiếu với điều 651 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về 3 hàng thừa kế. Tại dự thảo luật mới quy định đến 2 hàng thừa kế, như vậy là còn thiếu hàng thừa kế thứ 3 của cá nhân theo Bộ luật dân sự, gồm có cụ nội, cụ ngoại. Và trên thực tế xảy ra nhiều trường hợp phát sinh người có liên quan trong hoạt động ngân hàng từ thừa kế. Do vậy, cần phải rà soát bổ sung các đối tượng tại điểm D khoản 28 điều 4 của dự thảo luật. Ngoài ra, cũng cần cân nhắc kế thừa thuật ngữ người có liên quan tại điểm C khoản 23 điều 4 của luật doanh nghiệp năm 2020. Khái niệm trong luật doanh nghiệp này mang tính bao trùm, mô tả được bản chất về người có liên quan khi chi phối hoạt động của doanh nghiệp. Thứ hai, tôi cho rằng dự thảo cần thiết bổ sung quy định về tập đoàn tài chính, nhóm công ty mẹ, công ty con có tổ chức tín dụng là công ty mẹ với 3 lý do sau. Thứ nhất, tại nhóm công ty, trong đó có quy định về tập đoàn kinh tế, nhóm công ty nhưng chưa rõ ràng và cụ thể. Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp đặc thù, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nói chung nên cần quy định cụ thể về vấn đề này. Thứ hai, về mặt thực tiễn, tại Việt Nam đã hình thành một số mô hình tập đoàn tài chính, ngân hàng nhưng chưa có quy định cụ thể điều chỉnh nên khó xác định mức độ sở hữu chéo, rủi ro tập trung và rủi ro lan truyền, các hạn chế về hoạt động trên thực tế. Thứ ba, tại chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 986 năm 2018 đã quy định hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xác định trách nhiệm của ngân hàng nhà nước trong việc thanh tra, giám sát các tập đoàn tài chính dưới hình thức công ty mẹ, công ty con, trong đó công ty mẹ là tổ chức tín dụng, đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ xây dựng khuôn khổ pháp lý về tập đoàn tài chính. Về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức lại, phá sản tổ chức tín dụng, tôi đề nghị để xử lý dứt điểm đối với các tổ chức tín dụng yếu kém, dự thảo cần rà soát bổ sung quy định về kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định nêu tại khoản 5 điều 160 của dự thảo luật theo hướng quy định cụ thể các thời hạn, các phương án tương ứng trong trường hợp các tổ chức tín dụng không phục hồi được sau thời hạn đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt. Thứ hai, đề nghị rà soát bổ sung khoản 1 điều 152 thực hiện phương án khắc phục theo hướng yêu cầu tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp can thiệp sớm, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện phương án khắc phục để đảm bảo được tính cấp thiết, hiệu quả của việc can thiệp sớm. Thứ ba, dự thảo luật cần xem xét hướng dẫn quy định chuyển tiếp đối với việc định giá các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày luật tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017 có hiệu lực, theo hướng cho phép chuyển nhượng phần vốn góp theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua và quy định phương pháp xác định giá chuyển nhượng phần vốn góp trong trường hợp này. Về nội dung sửa đổi bổ sung liên quan đến xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu. Về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm quy định tại dự thảo luật điều 187. Nếu coi bản chất việc trả nợ của doanh nghiệp từ nguồn tiền thanh lý tài sản đảm bảo tương ứng với như việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp giải thể phá sản, thì theo khoản 5 điều 208 luật doanh nghiệp năm 2020 hay luật phá sản, thứ tự thanh toán ưu tiên là nghĩa vụ đối với nhà nước nợ thuế cao hơn so với các chủ nợ khác. Do vậy, thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm nên rà soát sửa đổi theo hướng số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh toán các khoản thuế trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng chính tài sản bảo đảm, gồm thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, án phí, thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ khác không có bảo đảm của các bên bảo đảm. Thì tôi xin đề nghị là rất lưu ý cái nội dung này. Thứ hai nữa là về hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự, vụ việc vi phạm hành chính quy định tại dự thảo luật điều 188. Theo điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự,
thì trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử cơ quan ngoài người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, điều này thì có quyền trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó. Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án. Như vậy, việc hoàn trả tài sản đảm bảo cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp là đã có căn cứ pháp lý. Việc đẩy nhanh thời gian ra quyết định của các cơ quan tố tụng là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng nên được bổ sung sửa đổi tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành nhằm đảm bảo tính công khai, khách quan, công bằng trong thi hành pháp luật. Về giới hạn tín dụng trong hoạt động của tổ chức tín dụng thì tôi rất đồng tình với các ý kiến của các đại biểu và đặc biệt là ý kiến của đại biểu Trần Chí Cường, đoàn Đà Nẵng. Tôi xin đề nghị bổ sung thêm và phân tích thêm nội dung này. Tức là theo kinh nghiệm quốc tế thì tỷ lệ này tại luật tổ chức tín dụng năm 2020 theo báo cáo của chính phủ thì vẫn khá tương đồng với nhiều quốc gia. Việc siết chặt quy định về giới hạn cấp tín dụng nếu cần thiết như trình thì cần phải được làm rõ hơn tác động đối với các doanh nghiệp và đặc biệt là các tập đoàn tổng công ty của doanh nghiệp nhà nước đang được giao thực hiện các dự án trọng yếu, quan trọng của nền kinh tế có sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng như dự án điện, dầu khí. Thì cái này chúng tôi rất mong muốn là phải có đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn nữa. Đồng thời, quy định chặt chẽ trong việc xác định về người có liên quan để làm thế nào hạn chế được rủi ro tập trung đối với nhóm khách hàng. Thì cái này cũng nhiều đại biểu đã phát biểu. Kính thưa Quốc hội, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động tín dụng không nên chỉ dừng lại ở các tổ chức tín dụng truyền thống. Những tổ chức về fintech đang phát triển mạnh, tôi cho rằng ban soạn thảo cần xem xét quy định thể chế đối với tổ chức fintech để góp phần kiểm soát hiệu quả hơn hoạt động tín dụng đen, tạo môi trường tài chính quốc gia lành mạnh. Tôi xin cảm ơn Quốc hội.